Sau khi giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại liên bang Nga tiết lộ tin Pháp đang chuẩn bị gửi một đội quân tới Ukraine, giai đoạn đầu sẽ có khoảng 2.000 binh sĩ, Paris ngay lập tức đã có phản ứng. Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại liên bang Nga Sergei Naryshkin ngày 19 tháng 3 tiết lộ Moscow đã nắm được thông tin Pháp đang chuẩn bị gửi một đội quân tới Ukraine, giai đoạn đầu sẽ có khoảng 2.000 binh sĩ. Ông Naryshkin bày tỏ dưới lãnh đạo hiện tại của Pháp không quan tâm đến cái chết của những người Pháp bình thường và những lo ngại của các tướng lĩnh. Theo thông tin mà cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga có được, một đội quân đã được chuẩn bị để gửi đến Ukraine. Ở giai đoạn đầu sẽ có khoảng 2.000 người. Hãng thông tấn nhà nước Nga tát dẫn lời giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga nhấn mạnh bất kỳ. Quân nhân Pháp nào được điều động đến Ukraine để giúp chống lại Nga sẽ đều là mục tiêu ưu tiên của quân đội Nga. Ngay sau đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Pháp đã gọi những nhận xét của người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga là sai lệch và vô trách nhiệm. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 19 tháng 3, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết những gì mà Sergei Naryshkin, giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại liên bang Nga giàn dựng, một lần nữa minh họa cho việc Nga sử dụng thông tin sai lệch một cách có hệ thống. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Pháp nhấn mạnh, chúng tôi coi kiểu khiêu khích này là vô trách nhiệm. Theo hãng tin Reuters, quan hệ giữa Pháp và Nga trong những tuần gần đây tiếp tục xấu đi khi Paris tăng cường hỗ trợ cho Ukraine bao gồm cả việc ký kết hiệp định an ninh song phương dài hạn vào hôm 16 tháng 2 nhân chuyến công du của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thủ đô Paris. Căn cứ vào thỏa thuận, Pháp sẽ cung cấp các gói hỗ trợ quân sự trị giá 3 tỷ euro, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ, cho Ukraine trong năm 2024, tăng mạnh từ mức 1,7 tỷ euro năm 2022 và 2,1 tỷ euro năm 2023. Pháp cũng cung cấp hỗ trợ nhiều mặt cho Kiev, từ viện trợ thiết bị quân sự, hợp tác sản xuất thiết bị quân sự chung đến đào tạo nhân lực và tình báo. Thỏa thuận kéo dài 10 năm còn mở đường cho việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, EU và khối quân sự NATO trong tương lai. Bên cạnh đó, Tổng thống Emmanuel Macron cũng đã áp dụng quan điểm cứng rắn hơn với Nga, thề rằng Moscow phải bị đánh bại. Ông không loại trừ khả năng một ngày nào đó quân đội châu Âu có thể phải tới Ukraine, mặc dù đã nói rõ rằng Pháp không có ý định xúi dục hành động thù địch chống lại Nga. Paris cáo buộc Nga thường xuyên truyền bá thông tin sai lệch. Vào tháng 1 vừa qua, Pháp đã bác bỏ mọi quan điểm cho rằng Paris có lính đánh thuê ở Ukraine một ngày sau khi các nhà lập pháp Nga thông qua nghị quyết lên án lính đánh thuê Pháp ở đó. Người Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ lớn nhất, Nga đứng thứ hai và một cái tên đang trong tầm ngắm. Theo kết quả khảo sát gần đây của Gallup, Trung Quốc được xác định là đối thủ lớn nhất của Mỹ, tiếp theo là Nga và Iran. Một cuộc khảo sát gần đây của công ty tư vấn và phân tích đa quốc gia Gallup có trụ sở tại Washington cho thấy, trong số những người được hỏi, 41% người Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ lớn nhất, Nga và Iran xếp thứ hai và thứ ba với tỷ lệ lần lượt là 26% và 9%. Theo Gallup, tỷ lệ người Mỹ coi Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là đối thủ đã giảm so với một năm trước đó, trong khi tỷ lệ người nhắc đến đến Iran lại tăng lên có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức về việc Iran hỗ trợ cho lực lượng Houthi tại Yemen tham gia vào các cuộc tấn công leo thang trong khu vực. Tuy nhiên, nếu xét theo đảng phái của những người tham gia khảo sát thành viên Đảng Cộng hòa và thành viên theo đảng phái tự do coi Trung Quốc là đối thủ lớn nhất của Mỹ, còn thành viên Đảng Dân chủ thì cho đó là Nga. Cụ thể 67% thành viên Đảng Cộng hòa coi Trung Quốc là đối thủ lớn nhất, trong khi tỷ lệ này ở nhóm người thuộc Đảng Dân chủ là 18%. Đối với Nga 48% thành viên Đảng Dân chủ coi nước này là đối thủ lớn nhất của Mỹ, còn con số này ở Đảng Cộng hòa là 10%. Đáng chú ý, có tới 11% người có quan điểm chính trị độc lập ở Mỹ, không theo đảng phái nào, cho rằng đối thủ lớn nhất của nước Mỹ là chính nước Mỹ. Tỷ lệ này ở Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tương đối thấp, lần lượt là 1% và 2%. Theo Gallup Mặc dù Trung Quốc được coi là đối thủ hàng đầu của Mỹ, nhưng nước này không bị đánh giá là kém thiện cảm nhất trong số 21 quốc gia được khảo sát. Trung Quốc được 20% số người Mỹ tham gia khảo sát cho là có thiện cảm với nước này. Các quốc gia được người Mỹ có thiện cảm nhất là Canada 83%, Nhật Bản 83% và Anh 82%, trong khi Nga và Triều Tiên là những nước mà người Mỹ ít có thiện cảm nhất, lần lượt là 8% và 9%.